chè ba màu. Nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn. Hello, xin chào tất cả cô chú và các anh chị cùng các bạn. Hôm nay là Ngọc sẽ nấu món chè ba màu. Thời tiết Chicago hiện tại bây giờ thì cũng sắp qua mùa hè rồi. Trời bắt đầu nắng rồi. Nguyên một tuần này là nhiệt độ nó sẽ là 82 cho tới 87 độ mỗi ngày. Cho nên Ngọc sẽ nấu cái món chè này để ăn cho nó mát. Đây là các cái loại đậu mà Ngọc dùng để Ngọc nấu chè ba màu. Gồm có đậu đỏ. Đậu đỏ thì trong cái lon này là được 1.3 kg. 1.3 kg là 2 pound á. Đậu này người ta đã làm mềm rồi. Mình khỏi phải mất công mình hầm. Nếu mà cô chú và anh chị có thời gian thì mình lấy cái đậu khô và mình ngâm qua đêm rồi mình hầm. Nhưng mà hôm nay thì Ngọc nấu đậu trong cái lon này cho nó nhanh. Rồi đây là đậu màu trắng. Đậu màu trắng thì cái lon này là được 822 gram, là khoảng chừng 1 pound. Đậu xanh cà, có nghĩa là đậu xanh người ta đã lấy cái vỏ ra rồi. Cái bao này là được 340 gram. Bột rau cau dừa. Cái này được 10 gram. Lon nước cốt dừa này á là 400 ml. 400 ml. Rồi cần có là vanilla extra. Đây là cái nước vanilla. Nếu cô chú có cái sugar vanilla cũng được, cái bột á cũng được. Nhưng mà Ngọc thì hôm nay Ngọc ghi sai cái loại nước này. Đây là dầu chuối. Đường phèn. Cái bao đường phèn này là 400 gram. Nhưng mà Ngọc nấu không có nấu hết cái bao này nha. Cần có là lá dứa. Đây là lá dứa. Lá dứa đông đá nha, đông lạnh nha. Tại vì ở đây không có trồng được, thời tiết Chicago mới chuyển qua mùa hè cho nên nguyên mùa đông thì không thể trồng cái lá dứa này được. Và ở ngoài tiệm thì ngoài chợ thì ít khi người ta có lá dứa tươi, lâu mới có một lần. Thì Ngọc mua cái này đông đá. Bây giờ mình đem ra để mình nấu cho nó thơm, nấu nước cho nó thơm. Có một ít ly như vậy thì lát rồi thôi mình múc ra mình trưng bày. Những cái hộp đậu này ấy, nó đã mềm sẵn rồi, cho nên lát thôi mình chỉ cần rửa sạch và mình nấu với đường lại thôi. Cho cái đậu xanh này vào rửa thiệt sạch. Sau khi rửa sạch cái phần đậu, bây giờ Ngọc sẽ cho vào đây 1 lít nước. Giờ Ngọc sẽ đặt cái đậu này lên để Ngọc sẽ nấu và cho vào đây 1/4 muỗng muối, muỗng cà phê muối. Rồi đậy nắp lại và chờ cho nó sôi lên. Và các bạn nhớ mở lửa vừa thôi nha. Lon đậu luôn, 2 lon đậu này sẽ đổ cái nước ra và rửa sạch. Cái đậu xanh này mình nấu cho đến lúc mà nó cạn nước như vậy nè. Mình sẽ đánh ra cho nó bể ra. Cái này là sau khi Ngọc nấu 15 phút nha. 15 phút thì nó đã cạn nước như vậy rồi và đậu cũng đã mềm rồi. Ngọc dùng cái đồ đánh trứng này, Ngọc đánh như vậy để cho nó tóe cái đậu ra. Bây giờ Ngọc sẽ cho vào đây 1/2 cup đường. Rồi tiếp tục đánh cho nó tan đường. Ở đây 1/4 muỗng cà phê vanilla extra, cái nước vanilla đó, để cho nó thơm. Các bạn có thể dùng cái vanilla sugar cũng được. Và mở lửa nhỏ lại nha, cho lửa nhỏ thôi để cho nó đặc lại, chứ không thôi là nó sẽ bị cháy. Ở trong đây Ngọc đã cho vào 400 ml nước và một cái bó lá dứa. Rồi sau đó Ngọc sẽ cho vào 1 cup đường cát organic sugar, đường cát hạt bự nha, và
rồi sẽ khuấy cho nó tan. Và nước cũng đã sôi rồi, bây giờ Ngọc sẽ cho cái phần đầu này vào để cho nó thấm với lại nước đường nha. Cho vào đây cho ngâm trong chỗ nước đường á, cho nó ngọt đầu. Mình sẽ để ở đây vào cái lửa, để lửa nhỏ nha, coi như là giống như mình ngâm đầu vậy đó, nhưng mà mình để lửa nhỏ. Rồi bây giờ sẽ đi làm cái phần đầu trắng giống y vậy. Cho 200ml nước vào đây, thì khoảng chưa được một cup nha. Cho vào đây nửa cup đường, 200ml nước và nửa cup đường. Mình khuấy cho nó tan cái đường ra. Nước cũng đã sôi rồi, giờ Ngọc sẽ cho cái đầu trắng này vào. Rồi cho đầu trắng này vào trộn cho nó đều xuống. Xong rồi bây giờ sẽ giảm lửa lại nha, cho lửa nhỏ thôi để cho nó sôi từ từ cho nó thấm đều vào. Sau khi nó sôi á, khoảng chừng 10-15 phút á, là mình tắt lửa, thì cái đầu mình sẽ để ngâm vào trong cái nồi này để cho nó thấm đường nha. Như vậy là gói bột rau câu này là 10g, Ngọc đã cho vào đây 1,5 lít nước và một bó lá dứa. Rồi bây giờ sẽ cho vào đây nửa cup đường cát. Mình sẽ trộn đều với lại cái bột để khi mình cho vào nước nó không khỏi bị đóng cục lại. Cho vào đây nửa cup đường phèn là khoảng 65g đường phèn. Nửa cup đường và cái gói rau câu. Cho vào, bây giờ mình sẽ khuấy cho nó tan ra. Nước sôi rồi, bây giờ Ngọc cho vào đây nửa muỗng cà phê màu lá dứa. Khuấy cho nó đều, nó tan ra. Giờ tắt lửa và sẽ cho vào tủ lạnh để cho nó đông lại, để lát hồi mình cắt. Đây là một lon nước cốt dừa và 400ml. Giờ Ngọc sẽ cho vào đây 100ml nước lạnh là khoảng 1/3 cup, 1/4 muỗng cà phê muối hồng nha. Rồi giờ sẽ khuấy cho nó đều, đun cho nó sôi nha, cho nó sôi rồi tắt lửa. Nó sôi như vậy là được rồi. Bây giờ Ngọc sẽ cắt cái rau câu này ra. Đậu đỏ, đậu trắng, đậu xanh và rau câu, nước dừa. Mình sẽ múc cái chè ra nha. Wow, nó chảy nước dừa xuống dưới, giận quá. Rồi đây là xong một ly chè nha, ba màu nha. Cái ly chè này Ngọc múc hơi bị nhiều, giờ Ngọc sẽ múc ít lại. Bây giờ Ngọc sẽ múc vào đây một cái ly chè đặc biệt nha.
sẽ cho đá vào nha. Đá này Ngọc đã xay rồi. Ở Việt Nam có đá bào và đá này Ngọc xay ra. Wow, hấp dẫn quá. Rồi nha, bây giờ Ngọc sẽ trộn lại nha. Đưa gần cho cả nhà thấy nè. Ly chè ba màu rất là ngon. Trộn lại nha, rất là nhiều. Nhiều quá trộn không có được luôn, cái ly nó đầy quá. Wow, rất là ngon. Cái này mình bỏ đá bao quá, đá xay này nè. Mình bỏ nhiều vào thì nó ngon lắm. Nó mát. Cho vào thêm chút nữa. Wow, ngon quá. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức chè ba màu nha. Ngọc ngồi xuống, Ngọc thưởng thức ly chè nha. Ngon quá. Cái đầu nó béo mà nó bùi cả nhà ơi. Rất là ngon. Mình nấu như vậy á là vừa ăn luôn á, nó không có quá ngọt. Trong đầu nó ngọt rồi, khi mình bỏ đá vào nữa là coi như nó hòa ra, nó tan ra là rất là ngon. Wow, ngon quá. Mùa hè nóng mà ăn những ly chè như vậy là rất là ngon. Ăn chè này là mình nhớ hồi đi học. Đi học về là có nhiều lúc á là bạn bè rủ nhau đi ăn chè á, ra những cái quán chè ăn á, rất là vui. Cái đầu nó mềm, nó bùi, cái nước dừa nó béo, rồi cái rau câu nó dai, mát, ăn cảm thấy rất là sảng khoái. Cái rau câu này các bạn có thể nấu rau câu giòn nha, tùy theo sở thích của các bạn. Ngọc thì Ngọc thích ăn cái rau câu dẻo này, rau câu dừa này. Ngon quá. Đây là cái chai dầu chuối. Sau khi mình múc chè xong á thì mình sẽ nhỏ vào cái ly chè của mình một hoặc hai giọt dầu chuối này. Nếu như mà các bạn thích có cái mùi thơm của dầu chuối thì các bạn giọt vào một hai giọt nha. Mà hồi nãy Ngọc quên chia sẻ, thì bây giờ Ngọc vừa mới mở ra, giờ Ngọc sẽ nhỏ vào đây một giọt thử nha, một hai giọt đi, cho vào hai giọt rồi Ngọc sẽ trộn cái ly chè lên coi thấy nó thơm không. Nó có cái mùi thơm, nó có cái mùi dầu chuối rất là thơm nha. Mình ăn thì cái vị cũng không có thay đổi, nhưng mà cái mùi nó thơm hơn. Có lẽ là Ngọc ăn không có hết ly này rồi. Chút nữa Ngọc sẽ ăn tiếp. Tại vì Ngọc múc nhiều quá. Hôm nay Ngọc xin chia sẻ cái món chè ba màu này cho cô chú và anh chị cùng các bạn nấu cái món chè này cho gia đình ăn vào những ngày hè nha. Rất là ngon và mát. Ngọc xin chào cô chú và các anh chị, và hẹn gặp lại trong cái video của ngày mai hoặc là những cái video sau. Chúc cô chú và các anh chị sức khỏe, vui vẻ. Bye bye.